Chào tất cả các anh em. Hôm nay thì tôi lại dành thời gian để nói về chủ đề những chiếc laptop ThinkPad doanh nhân. Những chiếc máy tính có trọng lượng nó chỉ có hơn 1kg một chút, với thời lượng pin có thể 7, 8, thậm chí là hơn chục tiếng. Không biết là nói nhiều về các chủ đề ThinkPad thì các bạn có nhàm chán hay không, nhưng với bản thân mình thì mình nói cả ngày không biết chán. Dạo gần đây thì mình làm từ các chủ đề để mình tham khảo ý kiến của khách hàng. Nói thực sự, đến bây giờ với tâm của người bán hàng như mình, với một người review cũng khá lâu năm, với những người mà chuyên mổ xẻ những chiếc laptop, thì đến bây giờ tôi khẳng định đây vẫn là những chiếc máy có cái tiêu chuẩn độ bền và có những cái những các hãng khác không thể làm được một chiếc máy tính như này. Mỗi tội là cái dòng ThinkPad bây giờ giá vẫn bán rất đắt thôi, nhưng đắt sắt ra miếng, đắt nó được việc. Và những chiếc máy này luôn có những cái thiết kế đặc trưng. Và đến bây giờ thì nó đối với những người dùng máy tính lâu năm thì không có vấn đề gì, bởi vì họ quá biết và họ quá hiểu. Một chiếc máy đến mười mấy năm không chịu hỏng để không chịu đổi một chiếc máy mới. Và có rất nhiều anh em để lại những chiếc máy này để làm kỷ niệm. Và hôm qua tớ cũng làm một cái video để thấy chị em phụ nữ dùng ThinkPad nhưng không ngờ lại được phản hồi rất là tốt. Có một bạn cũng có một cái câu chuyện vui như này. Anh chả làm review về ThinkPad thì thôi, em dẫn vợ vào em mua cái siêu thị cái máy 14-15 triệu. Cuối cùng thế nào, sờ vào con ThinkPad nhất định đòi mua một chiếc ThinkPad làm em rơi mất 25 củ. Nhưng nói thực sự, vợ em về dùng nó quá sướng, bởi vì nó có một cái bàn phím nó tuyệt vời luôn. Vợ em thì làm văn phòng, làm kế toán, vào cái gì cũng nhanh. Đúng là em thử test thử một cái hành trình bàn phím của con MSI, cũng quảng cáo là phím bấm game các kiểu sướng lắm, hay một chiếc Asus gaming các kiểu, một chiếc Asus ZenBook, nhưng không hiểu sao không thể bằng ThinkPad. Và cuối cùng đã rơi mất 25 củ để mua một chiếc ThinkPad về cho vợ dùng. Đấy nhá, đấy là chỉ một bạn nữ thôi. Còn riêng đối với trong các môi trường doanh nghiệp, trong các môi trường lập trình, mà trong các môi trường mà làm văn phòng, hay thậm chí là những cái công việc có cái tính bảo mật cao, thì ThinkPad nó chiếm đến 90%. Và bây giờ thì mình sẽ điểm qua một số chi tiết của những dòng ThinkPad thế hệ mới. Và nếu như nói chân thành với các bạn thì cũng không quá đắt đâu. Với tầm tiền chỉ 13 củ là anh em sẽ có một chiếc máy, các bạn sẽ có một chiếc máy tuyệt vời để dùng làm. Nhưng nói luôn phải đầu tư từ 13 đến 20 củ mới ngon được. Còn nếu như xác định mua mới, chúng ta sẽ phải đầu tư một chiếc ThinkPad tối thiểu bây giờ, như giá bán của nó phải từ 23 triệu. Và những chiếc cao cấp đắt tiền nhất của họ 50 củ, thậm chí còn đắt hơn cả một chiếc MacBook. Tại vì sao nó lại đắt thế? Thì bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu từng ngành công nghệ trên ThinkPad. Vâng, thưa các bạn, đặc trưng led thiết kế của những chiếc ThinkPad hiện nay đó là một cái màu đen truyền thống như này. Và bao giờ thì sẽ có một cái logo ThinkPad huyền thoại, và khi chúng ta khởi động máy thì cái logo này có cái đèn sáng màu đỏ đặc trưng của những dòng máy này. Và chủ yếu những chiếc máy trên thị trường thì nó sẽ có màu đen như này. Và con này thì hơi đặc biệt một chút. Và cái này là mà cái skin mà người ta dán từ ban đầu thôi, còn con này là màu trắng các bạn nhá. Còn ThinkPad thì hầu như là chưa không có màu gì cả. Và rất nhiều năm thì những chiếc máy này không hề thay đổi bằng cái lớp thiết kế. Vật liệu vỏ nó thì thường bằng mazue, hợp kim nhôm, vật liệu sợi carbon, sợi thủy tinh, cũng như một cái lớp cao su cực kỳ đặc biệt bên trên phủ chống bám vân tay, và nó làm sang trọng những chiếc máy này lên. Với tiêu chuẩn quân đội đó là STD-810G. Đây, các bạn thấy là một chiếc máy bây giờ nó chỉ mỏng dính như này thôi. Và đây là chiếc X1 Gen 5. Chiếc máy này có giá bán hơn 20 triệu đồng trên thị trường, mà nó có thể để như thế này. Đó. Và một cái bàn phím, đó là hành trình bàn phím thì các bạn thấy rồi, cực kỳ đặc trưng của ThinkPad. Chữ U cao, rõ ràng, lồi. Công nghệ bảo mật vân tay. Con này thì không có camera IR. Phiên bản cao của nó lại có camera IR, đó là nhận diện khuôn mặt. Đặc trưng của nó đó là một con checkpoint ở giữa. Hầu hết những dòng máy đời mới bây giờ vẫn còn chuột phím, đó cực kỳ sướng luôn. Đó, logo ThinkPad, phím bật nguồn. Đây, các bạn thấy là một cái cổng của nó nhé, máy mỏng như này các bạn thấy là nó vẫn đầy đủ hết các cổng USB còn luôn. Đó, bản lề của chiếc máy có chịu được 28.000 lần gập mở, thật kinh khủng. Mỏng manh như này nhưng không hề dễ vỡ, hoạt động trong mọi môi trường, thậm chí là Bắc Cực, sa mạc,
trong các môi trường ẩm ướt. Hiện nay chiếc laptop mỏng nhẹ nhất Woodison, mỏng nhẹ nhất Woodison đó là chiếc P1 hôm qua tôi đã làm so sánh rồi. Nó có trọng lượng chỉ có 1,7 cân và là một chiếc laptop Woodison có thể nhận được tối đa đó là 64 GB RAM. Chạy cả Quang Ro đó là P1000, P2000 còn làm đồ họa luôn, mỏng nhẹ như thế luôn. Tuyệt vời thật. Các dòng Yoga hiện nay, các dòng Yoga thế hệ mới thì nó sẽ có một cái viền màn hình mỏng hơn, sẽ hỗ trợ màn hình cảm ứng như này. Dòng Yoga thì các bạn thấy là khi mình gập vào nhá, các bạn nhìn đẩy phím nhá. Thấy không? Phím sẽ tự động nổi cao lên. Đây là một cái thiết kế cực kỳ thông minh, hữu ích cho các bạn nè. Gặp xuống này, chìm xuống, rất hay, đặc trưng luôn các dòng Yoga. Đây là con Yoga 370. Yoga thì nó có dòng như là Yoga X1 Yoga. Màn hình nó đẹp lắm các bạn, cảm biến xoay. Cũng có Thunderbolt, cũng có tai si các kiểu. Những dòng Yoga đặc trưng nó sẽ có một cái bút dành riêng cho các bạn để nhập liệu trên màn hình chính xác hơn, để các bạn vẽ tranh trực tiếp trên màn hình và để các bạn sử dụng các phần mềm ứng dụng có cái bút này, nó tiện là cực kỳ luôn. Và bây giờ thì tớ sẽ giới thiệu một số dòng máy tính đặc trưng của ThinkPad có trọng lượng chỉ hơn 1 kg. Và để giới thiệu cho các bạn xem lựa chọn những chiếc máy phù hợp với các bạn. Nó sẽ có giá tiền từ 13 đến khoảng 40 triệu đồng, 50 triệu đồng. Mời các bạn tham khảo. Vâng, thưa các bạn, đây là phần mềm C-Band 15 thì mình đang render một bức ảnh 3D. Mặc dù chiếc máy được trang bị chip U thì nó vẫn có thể render được, nhưng các bạn chú ý là cái thời gian để chúng ta xuất và để xử lý một chiếc bức ảnh 3D như này nó sẽ mất nhiều thời gian hơn của chúng ta so với những chiếc máy mà có cái CPU khỏe cũng như hỗ trợ cả màn hình. Ở đây thì chúng ta chỉ có một điểm số, đó là 288 CB. Đây là một điểm số gọi là vừa đủ dùng cho các bạn thôi. Chú ý với các bạn thì những dòng máy mà T460S, T470S hay thậm chí cả là T480S nó được phân khúc vào máy tính business hạng sang và chủ yếu là dùng nó thẳng ra, nó chỉ dùng văn phòng với mức đồ họa nhẹ nhàng. Với một con cấu hình ví dụ như là mình đang nói là 6200 như này này, RAM 8GB này, thực tế mà nói thì nó sẽ làm ở mức đồ họa, ví dụ thì các bạn có thể dùng là phẻ Photoshop này, AutoCAD này, hay thậm chí là những cái phần mềm chỉnh sửa video ở mức Full HD nhẹ nhàng thì chiếc máy nó vẫn có thể xử lý được. Còn nếu mà để xử lý mức chuyên nghiệp hoặc 4K thì chiếc máy nó thẳng ra các bạn, nó vừa chạy vừa ngủ và mất rất nhiều thời gian của các bạn. Tóm lại là những bạn mua máy về để chơi game hay làm đồ họa thì chiếc máy này nó không phải là dành cho các bạn. Chú ý mọi người nhé. Ở đây thì mình đang test qua phần mềm Fullmax. Máy được trang bị một vi xử lý i7, các đồ họa on. Chính vì thế chúng ta chỉ dùng ở mức đồ họa 2D thôi các bạn nhé. Nhiệt độ thì các bạn có thể thấy nó hiển thị ở đây, rất là mát mẻ. Mức FPS chúng ta đang có là 60. RAM đang sử dụng hết 2,5 GB và nhiệt độ của CPU chỉ có 38 độ C. Với dòng CPU thế hệ thứ 8 thì các bạn chú ý là Intel đã nâng cấp lên vi xử lý số lõi nó nhiều hơn. Ở đây chúng ta có đó là 4 lõi 8 luồng. Và súng nhịp chúng ta đang có đó là 2.0. Với dòng CPU thế hệ thứ 8, mặc dù chip U thì các bạn có thể thấy là khả năng xử lý 3D của nó cũng tương đối là nhanh. CPU của mình đang có đó là i7-8550U các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ có điểm số chấm của nó là 556 CB, một điểm số cũng tương đối ổn định. Nếu mà so với con CPU 8750H thì chiếc CPU này nó đạt hiệu suất chỉ bằng 50% so với con Core i7 8750H nha các bạn nhé. Mặc dù cùng là Core i7
Với con 8750H thì số lõi của nó là 6 lõi 12 luồng, nó nhanh hơn, điểm số của nó thường chấm hơn 1000. Một sản phẩm chip U được trang bị cảm hình Quadro. Các bạn có thể thấy là mức FPS chúng ta nhận được chiếc máy này đó là 14. Nó sẽ tương đương các phiên bản Predation M4800 hôm qua hoặc là chiếc VK540. Mình test thì các bạn thấy là i7-4810 này và RAM 16GB cũng như cảm hình K2100 thì nó cũng chỉ được 14 FPS đến 15 FPS thôi. Trong khi đó ở đây thì chúng ta sẽ có một con chip U đó là i7-7500U và cảm hình của nó đó là Quadro M520 với dung lượng 2GB. M520 thì thực tế thì cái cảm màn hình này nó sẽ tương đương với cả GeForce, đó là 940MX với dung lượng 4GB. Nhưng mà với Quadro thì nó sẽ tối ưu cho các bạn làm đồ họa mô phỏng cũng như các ứng dụng mà cần cái sự chạy kỹ xảo mô phỏng thì cả Quadro nó làm tốt hơn. Thì các bạn thấy là chip U mà nó kéo được cái full max ở cái tốc độ như này mà hoàn toàn không bị giật. Còn nếu những chiếc máy thông thường thì giật tung đít luôn. Trong khi đó nhiệt độ ở đây chúng ta sẽ thấy đó là CPU nó sẽ ở ngưỡng khoảng 70 đến khoảng 72 độ. Trong khi đó cả CPU thì nó chỉ có 71 độ C. Mà được cái là máy chạy rất êm luôn. Và sờ vào thì nó không bị nóng. Các bạn thấy là máy nó chạy rất là mát. ThinkPad thì nó đứng đầu thế giới về hệ thống tản nhiệt cũng như cái sự hoạt động êm ái của quạt tản nhiệt. Các bạn ơi, đây là phần mềm Siemens 15R mình hay dùng để test CPU cũng như GPU. Máy ở đây chúng ta có thể thấy nó đang được trang bị một con chip U, đó là i7-7500U. Thưa các bạn, đây là xung nhịp CPU tiết kiệm điện. Chính vì thế là chúng ta không hỗ trợ đồ họa cũng như gaming quá nhiều, nhưng không đồng nghĩa đến việc là nó không làm được. Ở đây thì chúng ta có thể thấy nó xử lý bức ảnh 3D. Cái thời gian nó xử lý của những con chip U thì nó sẽ dài hơn, lâu hơn rất là nhiều so với con chip H hoặc chip HQ thế hệ mới các bạn nhé. Chú ý cho mình đó là con chip này sẽ không có khả năng nâng cấp. Bởi vì những con chip U thì nó không yêu cầu hệ thống tản nhiệt quá cồng kềnh. Chính vì thế nên chiếc máy nó cũng sẽ mỏng hơn, cơ động hơn. May thay là chiếc máy nó sẽ kéo lại với card đồ họa đó là chiếc Quadro. Các bạn có thể thấy là M520 với dung lượng 2GB. Ở đây thì mình vừa lại đã test cái card Quadro của nó với điểm số đó là 42,50 FPS. Vâng, thưa các bạn, điểm số của con CPU này nó nhận được đó là 295 CB. Đây là một điểm số cũng không hẳn là cao, nhưng không đồng nghĩa đến việc là chúng ta không làm được. Đối với các bạn chẳng hạn như chạy các file như Word Office với cái rất nhiều dung lượng chồng chéo bên trong thì chiếc máy nó xử lý hoàn toàn ok. Kể cả các bạn có thể sử dụng các đồ họa mô phỏng trên con chip U này, nó vẫn có thể xử lý được các bạn nhé.
CPU của nó nhân số lõi lên 6 lõi 12 luồng. Và các bạn có thể thấy là con cặp màn hình P1 của nó, điểm số của nó lên đến tận 137,21 FPS. Nó gần như là tương đương với con cạc của mình hay rent cho mọi người, đó là GTX 1060. Ở đây Quadro thì nó sẽ có khả năng đa nhiệm tốt hơn nhiều. Vâng thưa các bạn, điểm số của CPU này đó là 981 CB. Trong một số trường hợp thì mình test nó còn lên được 1024 CB, tóm lại là khoảng 1000. Đây là một điểm số cho con Core i7 đời mới rất cao. Và bây giờ thì tớ sẽ test cái màn hình này xem có ngon hay không. Vâng thưa các bạn, với một cái viền màn hình tràn với khả năng có thể hiển thị 4K thì các bạn thấy rồi. Mặc dù là màn hình Full HD IPS với độ sáng 300 nits, nhưng màn hình của ThinkPad thì nó đã quá nổi tiếng trong cái giới hâm mộ rồi. Nó quá đẹp với tỷ lệ phủ màu khá tốt. Âm thanh trên nó thì cũng khá là trong trẻo, bass nghe cũng khá ổn. Mình sẽ thay đổi thử góc nhìn xem tấm lên IPS này có ngon hay không. Đây là một góc 178 độ, các bạn có thể nhìn thấy hoàn toàn rõ nét trên màn hình. Vâng, đấy thưa các bạn. Âm thanh khá ổn, bàn phím hay, máy trọng lượng nhẹ. Đây, mình sẽ mở to hết âm thanh đây. Đó, màn hình rất đẹp đúng không ạ? Rất ngon. Mỗi tội giá không ngon thì nha. Vâng thưa các bạn, vừa nãy thì các bạn có thể thấy là mình vừa giới thiệu một ekip các dòng ThinkPad mỏng nhẹ và trọng lượng chỉ có hơn 1kg mà thở được pin rất tốt. Những chiếc máy này đặc trưng thì nó sẽ có màn hình đó là 13,3 inch, 14 inch. Và nếu như các bạn gõ phím nhiều thì các bạn phải chọn những chiếc máy màn hình 15,6 inch và thêm một cái hàng phím phụ bên cạnh nhưng trọng lượng không quá 2kg thì vẫn đầy đủ trọng lượng của một chiếc máy đủ tiêu chuẩn để các bạn xách đi xách lại, mang đi bất cứ đâu các bạn làm việc. Hiện bây giờ thì những chiếc ThinkPad phổ thông, những cái máy mà các bạn mình giới thiệu thì các bạn có thể chọn những chiếc như là T460S, T470S, T480S. Thì chú ý cho mình là các dòng T thì sẽ cho phép các bạn lưng RAM phù hợp cho các bạn lập trình mà các bạn dùng các phần mềm muốn RAM nhiều. Và chiếc máy của dòng T thì có thể nhận cao cấp nhất đó là 24GB RAM, bởi vì nó chỉ có một khe cắm RAM bên trong thôi. Còn các dòng máy Goodison có thể nhận tối đa đó là 32GB. Goodison nó chỉ có 2 khe cắm RAM thôi nhưng nhận được 32GB. Thì rất tốt cho các bạn sử dụng các phần mềm, các ứng dụng giả lập, các ứng dụng mô phỏng và các ứng dụng tính toán dùng nhiều RAM, hay các bạn chạy máy chủ máy ảo thì dùng các dòng máy Goodison, chip U như Goodison. Trong lượng của nó cũng chỉ có 2kg, đó là P51S, P52S. Các bạn chú ý nha, P51S, P52S. Đó. Còn nếu như các bạn thích dùng các dòng máy giải trí và như này thì nó sẽ có dòng Yoga 370 giống như con mình, Yoga 380. Thì dòng Yoga thì các bạn phân biệt đó là có màn hình cảm ứng và có thể xoay các kiểu như này. Sẽ hỗ trợ các bạn thay một chiếc tablet rất là hay, cảm ứng 10 ngón. Những dòng này thì ngoài ra thì nó có các dòng như là Yoga X1, Yoga X1 Gen 1, Yoga X1 Gen 2, Yoga X1 Gen 3. Chú ý các bạn là dòng này nó sẽ lật ngược như này và sẽ không có khả năng nâng cấp RAM. Các bạn chú ý thì ThinkPad thì những dòng T, dòng X1 Carbon và X1 Yoga sẽ không cho phép các bạn nâng RAM. Nó sẽ có các phiên bản tiêu chuẩn để các bạn chọn, đó là 8GB hoặc 16GB. Bởi vì thực tế chúng ta dùng văn phòng thì chỉ cần RAM 8 đến 16 thôi. Còn đối với các lập trình hay các bạn chạy các phần mềm nặng hơn thì sẽ cần đến 32GB RAM. Đó. Còn dòng cao cấp nhất và đẳng cấp nhất của nó đó là các dòng, đó, các bạn nhìn thấy không? X1 Carbon. Một chiếc máy cực kỳ nổi tiếng trong giới doanh nhân, mỏng nhẹ, thường được pin tốt. Mỏng. Viền màn hình này các bạn nhìn này, phê. Đó. Phê không? Cầm vào nó chắc lịch luôn. Những chiếc máy này ưu điểm mỏng nhẹ, nhược điểm chát, giá rất đắt. Với một chiếc X1 Gen 6 bây giờ i5 chúng ta có thể bỏ ra tầm khoảng 30 củ. Với một con câu cao cấp nhất với màn hình HDR độ sáng 500 nits có giá bán đâu đó gần 50 triệu. Trang bị RAM 16GB ổ 1T mà 500 nits HDR. Còn HDR nó thực sự màn quá đẳng cấp. Tốc độ ổ cứng của những dòng này đều rất là nhanh, đều dùng ổ cứng SSD và những dòng này thì đều chuẩn ổ cứng thấp nhất đó là SDM2. Santa 3 thì đâu đó tốc độ nó khoảng hơn 500. Còn nếu mà những dòng máy sử dụng dòng CPU đời 7 đổ lên, các bạn có thể cắm ổ cứng SDLVME, tốc độ cao chạy rất rất khiếp luôn.
Bạn chú ý cho mình là những chiếc máy này thì khả năng sửa chữa của nó rất đắt đỏ, linh kiện nó rất là đắt. Bởi vì hầu hết những linh kiện đều được onboard, khó sửa, thay thế đắt đỏ. Nên chúng ta dùng những dòng máy này, mặc dù là những dòng máy lồi đồng cối đá, độ bền cao nhưng không có nghĩa là nó không hỏng. Tránh cho mình va đập, tránh cho mình những nơi ẩm ướt. Mặc dù là ThinkPad có một tính năng đặc biệt trên bàn phím, đó là tính năng chống tràn. Nhưng mà nó chỉ ở mức độ nhất định, nếu các bạn đổ cốc nước ít thì không sao, nhiều là vẫn chết đấy. Đổ một cốc nước ít thì nó sẽ có một cái tiêu chuẩn vừa vừa, là chúng nó sẽ chảy bên dưới và không ảnh hưởng đến bên, không ảnh hưởng đến bàn phím. Đây là tính năng rất hay trên ThinkPad. Màn hình trên những dòng này thì nó lại rất cao cấp, rất sắc nét, rất đẹp, và đặc biệt tính năng chống lóa, có thể nhìn mọi góc, thậm chí là nhìn dưới ánh nắng mặt trời. Rất đặc trưng của dòng ThinkPad luôn. Và tỷ lệ phủ màu trên những chiếc màn hình này rất cao. Và thường thì độ sáng sẽ đạt được tầm khoảng 300 đến 500. Màn hình thì nó sẽ có các chuẩn Full HD, cao cấp nhất là 4K. Đó, để các bạn chú ý. Với những cái công nghệ bảo mật trên những dòng ThinkPad thì nói thực sự với các bạn, nó đã đẳng cấp thế giới rồi. Hiện nay có 3 công nghệ bảo mật của họ, đó là bảo mật BIOS là một, chống xâm nhập từ bên ngoài để chúng ta lấy dữ liệu. Thứ hai là bảo mật vân tay. Và bây giờ tiên tiến nhất đó là camera IR, nhận diện khuôn mặt. Dùng cái tia hồng ngoại để quét mặt chúng ta giống như kiểu chiếc iPhone X của mình, dùng để mở như này. Đó. Điều mình cảm thấy rất hay và phù hợp với các bạn làm văn phòng, đó là những chiếc laptop ThinkPad bây giờ vẫn là hầu hết là trang bị đầy đủ các cổng. Nó sẽ có các cổng USB truyền thống này, Type-C này, Thunderbolt này. Và thậm chí là một số máy vẫn còn cổng Vega luôn, thì cũng rất là hay. Và đặc biệt thời lượng pin của những chiếc máy này rất tốt. Thường nó sẽ trụ được cho các bạn một số dòng máy còn 2 pin luôn. Các dòng T chẳng hạn 2 pin, các dòng X nó dùng pin polymer, giống như điện thoại của bạn, dung lượng cao. Còn những dòng thông thường nó sẽ dùng pin lithium. Mình thấy những cái máy này thì pin nó cũng rất là an toàn. Đó. Và đặc biệt cái hệ thống tản nhiệt của những chiếc máy này, tớ khẳng định đó là tốt nhất thế giới hiện nay. Với khả năng dẫn nhiệt chạy êm ái. Đó, thân ngon này. Vâng, thưa các bạn, là chương trình giới thiệu về những chiếc laptop ThinkPad dành cho doanh nhân, những chiếc laptop mỏng nhẹ dành cho văn phòng, cũng như các bạn dùng ứng dụng lập trình đồ họa tầm trung của mình, xin đây là khép lại. Nếu tất cả những anh em, bạn bè hay tất cả chị em phụ nữ đã từng trải nghiệm các dòng máy ThinkPad như này, thì các bạn đặt lại cái sự nhận xét của các bạn, cái cảm nhận của các bạn bên dưới. Nói chung, cái cảm nhận của các bạn là khách quan nhất. Nó tốt hay không, nó bền hay không, thì xin các bạn hãy đặt lại những bình luận bên dưới. Còn đây là chỉ là những cái ý kiến khách quan của mình, cũng như cái kinh nghiệm làm của mình, để mình giới thiệu các bạn chọn những chiếc máy nó phù hợp thôi. Còn vào bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.